Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón vành bèo cho bé gái như thế này. Phần trên thân nón mình có móc họa tiết lỗ thẳng hàng với nhau. Ở vành nón mình có tăng mũi để làm cho cái phần vành nón nó có cái đường gợn sóng nè. Đây, bèo và gợn sóng như thế này. Bên trên thân nón thì có trang trí một mẫu hoa 3 tầng và có gắn hai chiếc lá xinh xắn. Đây, mẫu nón vành bèo như thế này. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc mình sử dụng kim móc 3.0mm. Hoặc nếu không có mẫu kim này, các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim lớn hơn 1/2 so với cái sợi len nha. Ngoài ra còn có kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân trước. Thì ngoài màu đỏ các bạn cũng có thể thay thế màu khác nhau để cho cái phần nón của mình nó được đa dạng hơn nha. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn vừa tạo 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Khi được 6 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Và móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Ta được vòng tròn nhỏ đầu tiên, móc lên một mũi móc xích. Ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào thì cái vòng tròn của mình nó sẽ nhỏ lại nè. Tiếp tục ở vòng móc mũi đơn thứ hai, móc cho mình vào chân móc mình vừa móc mũi dời á, móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân bên cạnh cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế tiếp cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho mình 3 chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân móc của cái vòng tròn nhỏ đầu tiên nha. Mỗi chân móc móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Thì vòng tròn nhỏ thứ hai này ta được 12 mũi tương đương với 12 chân móc. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Ta sẽ tính hai vòng tròn nhỏ này là một hàng móc nha. Thì bây giờ mình sẽ móc tiếp cái hàng móc thứ hai. Móc cho mình vào chân móc ta vừa móc mũi dời á, móc cho mình vào đó 2 mũi kép đơn. Móc vào đây 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó tiếp tục chuyển qua chân kế bên và móc vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Thì ta được các cái chân móc nè. 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc xen kẽ là một mũi móc xích. Tiếp tục lên một mũi móc xích và móc tiếp vào cái chân móc kế bên, móc vào đây 2 mũi kép đơn. Ta được cụm thứ ba, tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào chân kế tiếp 2 mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc và 2 mũi kép đơn này nó sẽ cách 2 mũi kép đơn của chân móc kế tiếp là một mũi móc xích nha. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến cuối vòng. 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Tiếp tục lên một mũi móc xích, 2 mũi móc đơn vào chân kế bên. Và làm tương tự cho đến cuối vòng. Thì sau khi móc đến cuối vòng ta được các cái cụm chân móc xen kẽ là một mũi móc xích nè. Tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc đầu tiên bên này nè, móc vào đây một mũi dời. Thì ta hoàn tất được vòng tròn thứ hai. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Ở cái vòng tròn thứ ba móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế tiếp một mũi kép đơn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1 2. Sau đó di chuyển kim vào hai chân móc của hai mũi kép đơn cùng chân phía dưới, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Như vậy là ta được hai cụm chân móc và cách nhau là hai mũi móc xích nè. Khác cái vòng tròn thứ nhất là chỉ một thôi. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Tương tự đưa kim vào hai chân móc của hai mũi kép đơn cùng chân phía dưới và móc mỗi chân một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Lên hai mũi móc xích. Làm tương tự cho các cụm chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Cũng móc vào hai chân móc của hai mũi kép đơn, mỗi chân ta móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau đó lên hai mũi móc xích và tiếp tục cho các cụm còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nha. Lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì ở cái vòng tròn thứ hai, hai cái mũi cuối cùng cũng móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên hai mũi móc xích. Ở vòng móc thứ tư này ta sẽ tiến hành tăng mũi kép đơn. Cái mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên là một mũi móc thì tiếp tục móc vào hai chân kế bên này, mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì như vậy là ta được 3 mũi móc nè, 3 mũi móc đầu tiên. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Sau đó di chuyển kim qua cụm chân móc kế bên và ta sẽ tăng một mũi ở đây. Các bạn sẽ tiến hành tăng cho mình một mũi vào cái chân móc đầu tiên của hai mũi móc này nè. Đây, chân móc đầu tiên ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào đây. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Sau đó di chuyển kim vào chân kế bên và móc một mũi kép đơn vào chân móc này. Thì ta được 3 mũi móc nè, tăng hơn một mũi móc và tăng ở chân móc đầu tiên của cụm phía dưới. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Cụm chân móc kế bên cũng tương tự, chân đầu tiên ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào chân móc đầu tiên này. Móc vào đây hai mũi kép đơn. 1 2 Chân còn lại móc một mũi kép đơn. Thì như vậy là mình cũng tăng được 3 mũi móc, tăng vào chân móc đầu tiên của cụm phía trên nha. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Làm tương tự cho các cụm chân móc còn lại, móc cho đến cuối vòng. Ở mỗi cụm ta cũng tăng một mũi móc vào chân móc đầu tiên của mỗi cụm. Móc vào đây hai mũi kép đơn. Sau đó chân còn lại sẽ móc một mũi kép đơn. Móc lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối vòng. Cũng thêm một mũi móc vào chân móc đầu tiên nha. Sau khi móc đến cuối vòng, tiếp tục lên hai mũi móc xích và móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì ta đã hoàn tất được vòng móc thứ tư. Ở mỗi cụm nó sẽ có 3 mũi kép đơn và xen kẽ là hai mũi móc xích nè. Tiếp tục ở vòng móc thứ năm và các vòng móc tiếp theo, các bạn sẽ tăng tương tự cho mình. Mỗi cụm ta sẽ tăng một mũi móc vào chân đầu tiên của mỗi cụm. Thì cái cụm đầu tiên tính luôn hai mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên là một mũi móc, thì ta được một mũi kép đơn trước rồi nè. Tiếp tục móc thêm cả chân đầu tiên hai mũi kép đơn nữa. Sau đó chân còn lại móc một mũi kép đơn. Thì như vậy là ở cụm đầu tiên mình cũng tăng được thêm một mũi móc nè, tăng vào chân móc đầu tiên của mỗi cụm. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. 1 2 Sau đó tương tự qua cụm tiếp theo và móc vào chân đầu tiên của mỗi cụm hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ hai. Các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là cụm thứ hai mình cũng tăng được một mũi móc và tăng vào chân móc đầu tiên của mỗi cụm nè. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Làm tương tự cho các cụm chân móc còn lại, cũng tăng cho mình vào chân móc đầu tiên của mỗi cụm. Chân đầu tiên ta sẽ móc hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Sau đó các chân móc còn lại, mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Lên hai mũi móc xích. Các cụm chân móc còn lại sẽ làm tương tự giống như các cái cụm mà ta vừa móc. Sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa, cũng tăng mũi ở mỗi cụm. Và các cụm đều tăng cho mình một mũi ở cái chân móc đầu tiên của mỗi cụm nha. Tăng vào chân móc đầu tiên. Đối với cụm chân móc đầu tiên của mỗi vòng thì ta tính luôn hai mũi móc xích là một mũi móc nha, để các bạn tiến hành tăng đều cho mình ở các cái vòng móc còn lại.
và tăng thêm nhiều vòng móc nữa cho đến khi cái vòng tròn này vừa với vòng đầu của bé thì các bạn ngưng. Và mỗi vòng cũng luôn luôn tăng cho mình vào chân móc đầu tiên nha. Khoảng cách giữa mỗi cụm sẽ cách nhau là 2 mũi móc xích nè. Tiếp tục móc vào chân đầu tiên của cụm bên này 2 mũi kép đơn. Sau đó các chân móc còn lại mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Lên 2 mũi móc xích. Làm tương tự cho đến cuối vòng và các hàng móc còn lại. Thì đối với size này mình đã tăng được 7 vòng móc và cái vòng tròn này đã vừa với vòng đầu của bé rồi. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và móc cho mình vào chân đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Ở các vòng móc tiếp theo ta sẽ tiến hành không tăng mũi. Các bạn sẽ tiến hành móc cho mình vào các chân móc của cái cụm đầu tiên này. Mỗi chân ta móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và ta không tăng mũi nha. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là cụm chân móc đầu tiên này nó có số mũi móc bằng với cụm chân móc ở phía trên nè. Ta không tăng mũi nha. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó di chuyển kim vào cụm tiếp theo. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì chân đầu tiên các bạn cũng móc cho mình một mũi nha, ta không tăng mũi. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được cụm thứ hai thì số mũi móc của cụm thứ hai này nó cũng bằng với số mũi móc của cụm phía trên nè. Thì tương tự cho các cụm còn lại, cũng móc cho mình lên 2 mũi móc xích. 1, 2, sau đó di chuyển kim vào cụm tiếp theo và làm tương tự cho đến cuối vòng. Ở mỗi cụm ta sẽ không tăng mũi, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc lên 2 mũi móc xích. Làm tương tự cho các cụm còn lại cho đến cuối vòng. Khi hoàn tất được các cụm chân móc đến cuối vòng, tiếp tục lên 2 mũi móc xích và móc vào chân móc đầu tiên của cái vòng tròn này một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên 2 mũi móc xích. Thì lúc này cái vòng nón của mình nó đã có cái độ cúp lại nè. Đây. Tiếp tục các hàng móc tiếp theo lại làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà ta vừa móc. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và ta sẽ tiến hành không tăng mũi nha. Tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc á. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và khoảng cách giữa các cụm sẽ là 2 mũi móc xích. 1, 2, sau đó di chuyển kim vào các cụm tiếp theo và làm tương tự. Từ đây tiếp tục lên cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc. Móc cho đến khi chiều cao từ đỉnh nón đến cái hàng móc ta móc cuối cùng á sẽ bằng đến cái phần tai của bé thì các bạn ngưng nha. Cũng móc cho mình các cái hàng móc đều nhau và không thêm mũi nè. Thì lúc này các cái họa tiết lỗ của mình nó đã thẳng hàng với nhau rồi. Ta sẽ làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và khoảng cách của mỗi cụm cách nhau là 2 mũi móc xích. Ở đây sau khi mình đã thêm được nhiều hàng móc không thêm mũi thì chiều cao từ đỉnh nón đến hàng móc cuối cùng đã bằng đến với cái phần tai của bé nè. Ta được 14 hàng móc. Và các cái lỗ hở này nó sẽ thẳng hàng với nhau nè. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Và móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Bây giờ ta sẽ móc vành nón. Thì ở vành nón mình tạo họa tiết bèo cho thân nón nên ta sẽ bắt đầu mũi móc từ chân móc nằm chính giữa của mỗi cụm. Thì bây giờ chân móc của mình nó đang nằm ở đầu cụm nè. Các bạn sẽ sử dụng cho mình mũi dời di chuyển kim vào từng chân móc kế tiếp nhau. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi dời vào mỗi chân móc. Thì khi di chuyển kim hai lần vào hai chân móc liên tiếp thì lúc này cái mũi móc của mình nó đang nằm chính giữa của cụm nè. Móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào chân móc ta vừa móc một mũi móc đơn. Di chuyển kim vào cái khoảng trống đầu tiên mà ta gặp nè. Các bạn sẽ di chuyển kim vào đây và móc cho mình vào đây 10 mũi kép đơn liên tiếp với nhau để tạo một họa tiết sò.
Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Kép đơn thứ bảy. Kép đơn thứ tám. Kép đơn thứ chín. Và kép đơn thứ 10. Sau khi được 10 mũi kép đơn vào khoảng trống đầu tiên thì ta được một họa tiết sò như thế này. Tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc nằm chính giữa của cái cụm bên này nè. Chân móc nằm chính giữa sẽ là chân móc của cái mũi móc thứ tư á. Móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Ta được họa tiết sò đầu tiên của phần vành nón. Thì tương tự cho họa tiết sò tiếp theo cũng di chuyển kim cho mình vào khoảng trống kế tiếp nè. Và móc vào đây cho mình 10 mũi kép đơn tương tự. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Kép đơn thứ bảy. Kép đơn thứ tám. Kép đơn thứ chín. Và kép đơn thứ 10. Khi được 10 mũi kép đơn để tạo họa tiết sò thứ hai cho phần vành nón, tiếp tục móc vào chính giữa của cái cụm kế bên này một mũi móc đơn. Thì ta sẽ có hai họa tiết sò cho cái phần vành nón nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Cũng móc vào các cái khoảng trống giữa mỗi cụm, móc 10 mũi kép đơn vào đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Sau đó móc một mũi móc đơn vào chân nằm giữa của mỗi cụm và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào chân móc mũi đơn đầu tiên để tạo họa tiết sò đầu tiên này nè. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Bây giờ ta sẽ tiến hành tạo độ bèo cho phần vành nón từ các họa tiết sò này. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời, móc cho mình vào chân móc đầu tiên này một mũi kép đơn. Sau đó móc vào chân bên cạnh là chân đầu tiên của cụm 10 mũi và móc hai mũi kép đơn vào đây. 1 2 Ở cái mũi móc đầu tiên tính luôn hai mũi móc xích đầu tiên ta gây nên là một mũi nè, thì ta có hai mũi. Ở đây mình đã gây nên được 4 mũi móc. Thì tiếp tục chân kế tiếp sẽ móc hai mũi kép đơn vào đây. Chân kế bên cũng móc hai mũi kép đơn. Như vậy là phần vành nón nó đã có cái độ bèo như thế này nè. Các bạn tiếp tục làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc được 10 chân móc của cái mũi sò đầu tiên thì cái chân móc mũi đơn kết thúc mũi sò cũng móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Sau đó tiếp tục các chân móc tiếp theo, mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc để tạo cái độ bèo cho cái phần vành nón nè. Đây, nó có cái độ uốn lượn như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Sau khi đã móc đến cuối vòng để tạo phần bèo cho vành nón nè, lượn sóng như thế này, thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Thì như vậy là phần vành của nón nó đã có cái độ bèo gợn sóng nè. Đây, lượn sóng xoăn như thế này. Thì đối với những size lớn hơn, nếu các bạn muốn cái phần bèo này nó to ra thì các bạn sẽ làm thêm cho mình một hàng mũi kép đơn và không tăng mũi nha. Ở đây cái size này mình làm một hàng móc thôi để cho cái phần vành này nó được xinh xắn hơn nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần viền này.
Thì khi đã móc được một mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích nữa để ta được 3 mũi móc xích ở cái đầu này. 2 3. Sau đó móc cho mình vào cái chân móc kế bên á. Đây là chân móc mũi dời mà ta móc đầu tiên nè. Các bạn sẽ móc qua cái chân móc kế bên cho mình, móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích. 1 2 3. Tương tự móc vào chân kế bên một mũi dời. Lên 3 mũi móc xích. 2 3. Tiếp tục đâm kim vào chân kế bên và móc một mũi dời. Thì như vậy là phần bèo của nó mình đã viền lại được các họa tiết như thế này nè. Tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Móc vào chân móc kế bên một mũi dời. Lên 3 mũi móc xích. Móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Ta sẽ làm tương tự cho đến cuối vòng. Cũng lên 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân kế bên một mũi dời. Làm tương tự. Sau khi móc đến cuối vòng, tiếp tục lên 3 mũi móc xích. Ở cái chân móc mũi dời của cái hàng thứ hai, các bạn móc cho mình vào cái chân móc mũi dời này một mũi dời nữa. Sau đó lên một mũi móc xích, kéo vào các len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Thì sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc xong, các bạn sẽ móc cho mình một cái hoa 3 tầng và hai chiếc lá để mình trang trí cho phần thân nón thêm xinh xắn. Ngoài ra thì các bạn có thể trang trí cho mình nhiều họa tiết khác nhau cho phần thân nón nha, tùy sở thích của mỗi người. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu nón vành bèo cho bé với họa tiết thân nón và vành nón như thế này. Chúc các bạn thành công!